Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà cách nấu một món canh, đó là canh thịt heo cùng với táo nho. Nguyên liệu bao gồm có nhất là thịt heo, thứ hai đó là nho, thứ ba đó là món táo xanh và các loại gia vị bao gồm có là trứng gà này, hành khô này, hành tươi này, ớt này và hạt tiêu, muối mắm cùng với cả nước. Với cái món canh thịt heo táo nho này, chúng ta sẽ nấu với một cái nồi quyên khúc. Thì bây giờ mình sẽ pha chế để ướp cái món ăn này. Thịt này thì là chúng ta sẽ ướp muối này, mắm này, hạt tiêu này và đập quả trứng vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ trộn đều, ướp để trong vòng từ 10 cho đến 15 phút. Và đây là cái bát thịt mà Huệ đã ướp gia vị đầy đủ trong vòng 10 phút rồi. Sau đó thì Huệ sẽ bật bếp và cho một chút dầu vào trong này. Sau đó thì chúng ta sẽ phi đi một chút hành lên thơm. Chúng ta sẽ phi đi cái hành lên thơm. Sau khi mà phi cái hành thơm này rồi thì chúng ta sẽ cho cái bát thịt rất là vàng, chúng ta đảo lên cho nó ngấm ra vị. Khi mà chúng ta đảo cái này xong ấy thì cái thịt được ngấm gia vị rồi thì chúng ta sẽ cho thêm cái táo đã được gọt sẵn và bổ ra này, cho vào đây để đảo cho nó ngấm á. Quay vào đây cho nhìn thấy là cái táo này. Chúng ta đảo lên để cho cái táo này được ngấm cùng với thức ăn ở trong này. Sau khi mà cái táo này, khi chúng ta cho ở đây đảo cả thịt này, táo và các thức ăn này đã ngấm những cái gia vị này vào rồi thì chúng ta sẽ cho cái nước vào, đổ nước vào đây. Khi mà cho nước vào trong này rồi ấy, thì chúng ta sẽ đậy vung để cho cái thức ăn ở trong nồi này nó chín. Và sau khi mà nó sôi chín rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái đĩa nho này vào để cho nó sôi thêm một lần nữa. Sau đó thì chúng ta tắt bếp và cho hành tươi vào. Và chúng ta đem ra đĩa là chúng ta đã được một món canh canh thịt heo nấu với cả táo nho rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đậy vung vào và tí nữa chúng ta sẽ chờ kết quả nhé. Món ăn của chúng ta đã chín rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy ra, quay cái màn hình ở đây nhé. Đấy, ở đây ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn. Và bây giờ chúng ta lấy cái món ăn này ra. Chúng ta đã được đây là món canh thịt heo nấu với táo nho và đây là một món ăn rất là ngon. Thanh quay vào cái bát canh ạ, và giúp cho chúng ta có một cái bữa ăn đầy dinh dưỡng.